Nay Quang sẽ quay một cái lô đất nền đường nhựa ven sông ở Mỹ Phước 1 nha mọi người. Có đèn chiếu sáng gần nằm giữa hai khu biệt thự. Đất này có sổ hồng rồi, thổ cư 100%. Đường nhựa bài bản đầy đủ nha. Gần Đại học Việt Đức, rồi Vành Đai 4, Hồ Chí Minh, gần khu nhà ở xã hội Mỹ Phước 1 ha. Với vị trí cái nền đất ven sông này thì mọi người có thể mua để ở nếu mà thích gió mát gần sông, không khí trong lành chẳng hạn. Hoặc là mua nhà nghỉ, khách sạn, hoặc là cà phê ven sông, hoặc là quán ăn, quán nhậu ven sông chẳng hạn. Ở đây thì hiện tại nhà cửa chưa có mọc ở cái đoạn đường này do là cái khu này là mới có cấp sổ gần đây thôi mọi người. Trước đây là không có được xây dựng do là chưa có sổ. Nếu mà kinh doanh quán xá cà phê này thì có thể là kéo khách từ ở trong khu trung tâm Mỹ Phước 1, đông dân ngay sát bên này thôi. Người ta... Mọi người, đây là khu công ty công nghiệp nè nha. Có trường, chợ, rồi siêu thị đủ hết nha mọi người, bến xe nữa nha. Công ty rất là đông ở Mỹ Phước 1 này luôn. Thì mình sẽ đi từ cái chỗ đường N6 này để tới cái lô đất này để view sông để mọi người xem nha. Đây là có chợ búa, rồi cá, rau, củ quả, thịt, gà, heo, đủ các kiểu nha mọi người. Đó. Ở đây là Quang đang quay vào giữa buổi trưa cho nên là ít có người đi ở ngoài đường. Đây có Winmart của Vingroup nè. Pharma City rồi cũng có luôn, thuốc, nhà thuốc á. Lô đất đường nhựa hả, có sổ, thổ cư 100%, 5x29 mà. Giá có khoảng có 11 triệu mét vuông mọi người. Ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương ha. Sắp lên thành phố rồi. Oasis Mỹ Phước 4 nè, với Đại học Việt Đức. Này là sông đây nè. Đó. Thì mình vô quay vô cái khu đất này nha, là trước đây nó chưa có sổ nên là chưa có người xây dựng, mới có sổ hồi tháng 7 này thôi mọi người. Cho nên là nhà cửa trong đây thì nó chưa có mọc. Mé sông này mát, có thỉnh thoảng có những người buổi chiều là người ta ra người ta hóng mát rồi người ta uống nước rồi cũng vui lắm. Đèn chiếu sáng đây được lắp mới đèn năng lượng mặt trời mọi người. Điện đồ kéo đầy đủ nha. Đây là cái đường mé sông đó mọi người. Hiện tại mọi người đang thuê đất trồng mấy cây tràm, cây keo rồi. Lô đất chỗ này 5x29. Đường nhựa nha. À, có cọc này luôn nè. Đường nhựa láng đẹp nha mọi người. Đó. Sông thị tính bao quanh nha.